Kính chào cô chú và anh chị đến với kênh Khám phá vùng quê. Bữa nay em có mặt tại ấp Thí An A, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì bữa nay em sẽ quay cảnh một vùng nông thôn, vùng quê của huyện Gò Công Tây nha. Quay cho anh chị và cô chú mình cùng xem. Bữa nay có cái chuyến đi vào đây, đi công việc á. Thì em chia sẻ cho mọi người cùng xem luôn. Này thì em quay một con đường cặp kênh đường liên ấp Thạnh Hòa Tây, Thạnh Bình nha. Đường rất là đẹp luôn. Bữa nay trời nắng nè, em đi lên đây công việc rồi chia sẻ cho cô chú và anh chị mình cùng xem. Mấy bữa nay công việc nhiều quá, không có thời gian đi quay thường xuyên cho cô chú và anh chị xem. Thì cũng có rất là nhiều người trong cái video của em đăng lên để xem cảnh vùng quê. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bữa nay mình đi vào con đường này. Ở bên kia cũng có một con đường, coi như là hai cái xóm, một cái xóm bên đây và cái xóm bên kia. Đường bên kia cũng rất là đẹp, đường đan. Đường bên đây đường đá xanh ha. Hôm nay hứa với cô chú và anh chị đi quay xa hoài mà chưa có thời gian đi được. Đi quay lòng vòng ở huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông rồi chợ gạo. Rồi chỉ có ba huyện vòng vòng thôi. Mà cũng còn rất là nhiều đường để quay nhưng mà em chưa quay hết được đâu. Ở dưới vùng quê này rộng lắm, nhiều đường lắm. Rồi mát quá trời mát luôn. Bữa nay mới thấy trời nắng lên nè. Bình thường mấy bữa là trời mưa không. Bữa nay được có một bữa trời nắng. Đi làm suốt. Ồ, cái nhà tắm hay vậy? Cái đó cái nhà tắm hay sao ta? Cái nhà vùng quê nè. Ở trong này là trong vùng sâu à. Vùng sâu, vùng xa của Gò Công Tây à. Trong đây ra đô thị à, xa lắm. Đây tới ngã tư ha. Tư này đi đâu? Đường chính lùng nó dài ha. Chạy đường này đi. Ở bạn có xe hơi nữa kìa. Nhà cửa giàu quá ha. Tiệm tộc quá. Tới đây là tới đường nhựa rồi nè. Ở đây bà chị đang gom mấy cái này. Dạ, cảm ơn. Gom mấy lá dừa để về chùm củi hay sao? Vùng quê lâu lâu gặp căn nhà ở yên tĩnh. Mấy bữa nay đây trời mưa nhiều, nước nó dâng cao lên nó ngập đường hết đó. Cái bờ cao thế này mà nước nó lên cao bằng cái đường luôn. Đây chú đang rải cái hạt giống này để trồng cái gì á. Rồi đây có nhà mát quá, không có ai. Nhà này ở mát quá trời luôn, ngay ngọn gió luôn. Nay đi quay là buổi trưa rồi, chắc cỡ
11 giờ trưa đi công việc về cái đi ngang đây sẵn chia sẻ luôn. Là một công hai việc ha. Giờ đi công việc vừa chia sẻ cho mọi người coi. Đây có đám tre bự quá. Đám trúc hay đám tre gì đó. Hồi nhỏ hay chặt mấy cây đó đi câu cá. Giờ lớn không có thời gian đi nữa. Tôi nuôi gì em trời, tôi nuôi ếch kìa anh chị. Nuôi ếch kìa. Quá trời luôn. Mấy ếch con nó lớn lên tao bán. Ôi ếch quá trời nè. Ở mấy cái chuồng đó là chuồng ếch đó. Người ta thả mấy cái miếng mốt để cho nó bay lên bờ nữa. Nó đu lên ha. Nuôi ếch coi bọt cũng dễ quá ha. Mà biết nuôi mới dễ chứ không biết nuôi cũng khó. Đây là tới ngã tư. Đi đường này không biết đi đường nào luôn á. Men theo cái bờ kênh này đi đi cho nó mát ha anh chị. Men theo bờ kênh này đi cho mát. Đường nào mà sát cái mấy kênh đó là cũng khí mát lắm. Anh chị cô chú nào mà về quê nghỉ dưỡng đó, lựa mấy cái chỗ nào mà có kênh, có rạch đâu á. Thứ nhất mình thoát nước được, thứ hai thì mình cũng dễ không khí nó cũng mát hơn chỗ bình thường. Buổi trưa mấy anh nhậu. Ngồi nhậu vậy phí thời gian quá ha. Buổi trưa vùng quê rảnh rỗi ngồi nhậu cũng vui. Tụ họp anh em bạn bè làm rễ rai. Vài chén rượu đồ ha, rồi xong về nhà ngủ. Ở đây là một chiếc phà đi qua sông á, đi qua lại á. Chèo qua sông. Chỗ nào có cầu thì đi cầu, chỗ nào không có cầu thì chèo qua. Buổi trưa đậu xe giữa đường luôn, người không thấy. Mấy xe này xe cũ dưới quê người ta để đó, không ai lấy. Xe rẻ tiền. Nhà này che tôn tạm bợ ở vùng quê cũng còn nhiều người ta nghèo á, đất đai không có, đi làm thuê làm mướn ngày nào ăn ngày đó, nhiều khi người ta cũng không có tiền. Ủa vô trong đây vô vùng sâu à, vùng sâu được con cái là cảnh đẹp nó mát á. Chưa có cái nhà kìa, ở trong đây buồn ha.
Ở dưới quê người ta ở đi người ta cũng quen, buồn thì buồn nhưng cũng quen. Vùng quê xa xôi giờ cũng có đường nhựa người ta đi hết rồi, thoải mái. Ruộng đồng giờ mùa này là mùa chuẩn bị cắt lúa tới rồi đó, chắc cỡ tầm 1 tháng nữa là có tới cắt lúa rồi, tháng tháng mấy nữa. Hai bên đường mấy sông người ta tận dụng người ta trồng dừa quá trời luôn nè, có bóng mát rồi có trái ăn nữa, bán kiếm tiền, đường quá đẹp luôn, đặc biệt là quá yên bình. Vùng Gò Công Tây này thì giáp với chợ gạo rồi nên người ta trồng dừa cũng nhiều ha, chợ gạo người ta trồng dừa nhiều lắm, hai bên đường nè trồng dừa đều đẹp quá ha. Vùng quê mà về quê có tiền ở những cái nơi như thế này ở thoải mái. Vô tới đường Đan này, đường này đi đâu đây, khung cảnh vùng quê đẹp quá trời luôn. Bây giờ bắt đầu chuyển mưa tới nơi nè, mùa này thì mưa nắng thất thường lắm, nắng chứ ngay chỗ đó chứ lát mưa không chừng đó. Ở nhà đây có sàn nước nè, xuống rửa chén đâu ha, làm cá đâu, câu cá đâu. Đường này không biết đi thông tới đâu, chạy thử coi. Chạy nãy giờ không thấy chiếc xe nào luôn á. À, từ ra tới đây là chỗ nào vậy ta, chỗ nào anh chị? Đường Đông Kênh 12 ha. À, chạy như thế này.
ra ngoài đây là còn vùng sâu dữ nữa. Ở đây trống lỏng quá, trời gió thổi mát quá trời luôn nè. Bên kia có một con đường nữa. Ở đây buồn quá sao chịu nổi ta. Nhà cửa cũng ở chắc xét với nhau. Đường này nhà cửa cũng đông quá mà sao chưa thấy lên nhựa để bà con chạy dễ hơn chút. Ở đây có căn nhà bỏ hoang bị đập rồi. Đập lấy cửa sổ lấy đồ. Ở khu vực này không biết mấy người nhỏ nhỏ tuổi đi học rồi đi đi một cách nào ha, chắc đi xa lắm. Này đi bằng đạp điện chứ đi bằng xe đạp ấy sao chịu nổi. Đi xe máy không xa. Mỗi lần đi học đi bằng về chắc mệt mỏi luôn á. Nhà trời bây giờ chưa đầu quá. Rồi. Cây này cây gì, cây muỗng chôm hả ta, chúng cây muỗng chôm hả ta, cây đó trái gì ngọn ngọn mà thấy nó quen quen không biết tên gì luôn, vừa lạ vừa quen.
Này cái gì đây? Dịch vụ nấu ăn, cưới hỏi liên quan, sinh nhật. Ở trong đây có dịch vụ nấu ăn luôn. Người qua trước người ta có một cái mảnh đất nho nhỏ, người ta trồng rau trồng đồ người ta ăn. Ra tới đây, ra tới đường nhựa rồi nè, phía trước mình cột kênh 14. À, ra đường đẹp quá ha. Ừ, đây đang bơm nước gì bự gì. Trời ơi, nước bơm trong đây bơm ra nước đầy quá rồi đó. Sổ nước mấy bữa nay mưa nhiều quá, cái nước đầy quá, giờ người ta bơm từ ngay chỗ cái trạm đó, người ta bơm ra ngoài. Đèn chú bán giấy số nè. Rồi thì tới đây video cũng dài rồi, cô chú và anh chị. Em sẽ kết thúc video tại chỗ này nha. Hẹn gặp cô chú và anh chị mình cái video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.